Xuân Quỳnh xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tử Vi và Số Mệnh. Thưa quý vị, chương trình Tử Vi và Số Mệnh được phát sóng vào thứ sáu hàng tuần trong khung giờ từ 2 giờ cho đến 3 giờ chiều trên đài Lý Đô Sài Gòn TV. Xin gửi lời chào đến thầy Chi Đức. Xin kính chào quý vị. Chào Xuân Quỳnh. Hôm nay thứ sáu ngày 30 tháng 6 năm 2019, âm lịch là ngày 1 tháng 8 năm Kỷ Hợi, ngày mà ở cõi âm người ta sử dụng, hoặc là trong các pháp môn bói dịch bói toán người ta dùng đó là ngày Kỷ Hợi tháng Quý Dậu. Ngày Kỷ Dậu hôm nay tốt cho tuổi người sinh năm 1958 cả nam lẫn nữ, và xấu cho người tuổi sinh vào năm Tân Mùi, tức là năm 1991 và năm 1931 cả nam lẫn nữ. Kính thưa quý vị, như thường lệ thì chúng ta có một chủ đề trong một chương trình, và chủ đề ngày hôm nay chúng tôi chọn đó là ăn chay, một nhu cầu của thời đại. Kính thưa quý vị, hàng ngày chúng ta đều phải có ăn uống, và cái dinh dưỡng của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta cái sức khỏe, cho nên việc ăn uống là việc vô cùng quan trọng. Lại thêm có vấn đề mà chúng ta ăn kham có nghĩa là đôi khi chúng ta phải ăn ít lại, ăn bớt lại, ăn một cách khó khăn hơn, không có ăn những cái dinh dưỡng cho cơ thể mình, gọi là ăn kham. Nhưng mà chủ đề của chúng tôi hôm nay nói về ăn chay. Ăn chay là một cái nhu cầu hiện đại ở nay trên thế giới. Rất nhiều người đã đi vào cái bộ môn ăn chay này. Và tuần tự chúng tôi sẽ trình bày việc ăn chay qua các tôn giáo như Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, Islam, Hồi Giáo, v.v. Và kính thưa quý vị, người ta thường nói rằng là bệnh nhập từ khẩu miệng và nạn xuất từ khẩu miệng mà ra. Cho nên chúng ta ăn uống, chúng ta phải biết chúng ta ăn cái gì, và cái chất lượng đó nó sẽ làm cho chúng ta tốt đẹp như thế nào. Hầu hết thức ăn của chúng ta ngày nay đó là chất thịt, như những fast food chúng ta thấy rằng là những cái hamburgers thì đó là điểm ăn chánh, rồi chúng ta có french fry và một cái nước ngọt nữa. Thì ngoài cái fast food ra, trong bữa cơm thường nhật của chúng ta đều có cá thịt mặn, đó là cái việc bình thường. Tuy nhiên mỗi một cơ thể, một sự dung nạp khác nhau về cái chất lượng làm việc của cơ thể, mà chúng ta có một cái vấn đề là chúng ta nên ăn chay để bỏ đi bớt chất thịt cho cơ thể chúng ta tốt đẹp hơn. Ăn chay đây là nói chung cho tất cả mọi người trên thế gian này qua những tôn giáo. Ăn chay của những người bình thường, những nhà triết học, những nhà sử gia, những người bình thường, những người tu tại gia, những người tu hành cao, và trong các đạo tôn giáo chúng tôi xin phép trình bày. Về phần thứ hai là phần chúng tôi sẽ nói về ăn chay qua đạo Thiên Chúa Giáo của chúng ta, ăn chay qua đạo Hồi Giáo, Islam, và ăn chay qua đạo Phật trong phần thứ ba. Và như thường lệ thì chúng tôi có một cái phần gọi là trình bày cái số mệnh, định mệnh của con người qua lá số tử vi. Quý vị có năm tháng ngày giờ sanh chuẩn xác, có thể gọi vào để tham khảo để cái định mệnh mình, số mệnh của mình như thế nào. Xin mời quý vị. Và quý vị có thể gọi vào cô Xuân Quỳnh, số của tổng đài. Dạ thưa quý vị, số điện thoại để quý vị khán giả gọi điện thoại vào ngày hôm nay để mà thầy Chí Đức có thể giải đáp lá số tử vi đó là 7148933264. Xin mời quý vị khán giả gọi điện thoại vào. Chúng tôi xin phép trình bày thêm một vấn đề nữa là vì có một số người gọi vào họ không có được cái giờ sanh một cách rõ ràng, hoặc là không có được cái ngày tháng, bởi vì đất nước chúng ta là trong đất nước chiến tranh. Con người ta thay đổi từ thành phố này tới thay đổi thành phố khác, và khi chạy loạn chạy giặc đó, có khi chúng ta không đem được tất cả giấy tờ của gia đình, cho nên là có một số người còn nhỏ sinh ra đã không biết được mình sinh vào cái ngày nào tháng nào, chỉ biết cái năm sinh mà thôi. Thì quý vị cũng có thể gọi vào để có một câu hỏi, chúng tôi sẽ dùng bói dịch để chúng tôi giải cho quý vị, cho những người mà không có năm tháng ngày giờ sanh là như vậy. Cô đọc lại thật to luôn. Tháng 4 ngày 15 phố 1. Và khi quý vị gọi vào thì xin quý vị cho chúng tôi biết được năm tháng ngày giờ sanh dương lịch. 4 giờ rưỡi sáng giờ rồi. Năm tháng ngày giờ sanh dương lịch là chúng tôi sẽ có biết được cái số mệnh của quý vị qua lá số tử vi. Vừa rồi có người khán giả gọi vào, người nữ sinh vào lúc 15 tháng 4 năm 1945.
15 tháng 4 năm 1945 sinh cho biết mấy giờ? 4:30 sáng người này có khả năng sẽ sinh vào giờ Dần. 45 giờ Dần. 3 giờ tới 5 giờ. Tôi xin phép trình bày định mệnh của người nữ sinh vào ngày 15 tháng 4 năm 1945 và sinh vào giờ Dần. Người nữ này có một định mệnh như sau. Thứ nhất, đây là người mà người ta gọi rằng là một người đàn bà có đủ cái tứ đức trong người của mình đó. Thông minh, giỏi. Không phải là cái người thông minh về trường đời tháo vát, mà cái người tức là cái tinh tuệ, cái tuế nhị, cái đó của mình là thông minh giỏi. Lấy một người chồng sẽ rất là giỏi, nhưng mà số của mình sau này sẽ không hợp với chồng đâu nha. Người chồng mặc dù quán xuyến lo hết cả mọi thứ cho mình, nhưng mà bản thân của người này đó thì cái đường tuyến thân của mình nó sẽ gãy đổ nửa chừng. Nhất là hồng loan đào hoa của mình đó, nó sẽ gãy đổ nửa chừng, tức là dễ đến khoảng nửa đời của mình, bắt đầu từ tuổi bà sinh vào năm Dậu, tức là bắt đầu từ tuổi 45-46 trở đi thì rất là dễ đi đến cái chỗ mà chia tay để bước cùng bước khác và sống cái đời sống của mình cô đơn cho đến cuối đời của mình. Một cuộc đời bởi vì vũ sát gặp địa không thái tuế và cuộc đời bận rộn lo lắng, nhưng mà cuối đời của mình không được bao nhiêu cả. Đó là cái định mệnh đã xếp cho bà. Chúc bà may mắn. Dạ, Xuân Quỳnh thấy là có một khán giả gọi vào. Tử Vi và số mệnh xin nghe. Dạ. Tử Vi và số mệnh xin nghe. Dạ chắc. Vâng. Quý vị khán giả có thể gọi điện thoại lại qua số phone là 714-893-3264. Xin quý vị đừng gọi số xa phone của tôi là 714-510-5451. Bởi vì hiện tại tôi đang tắt số xa phone của tôi không có nhận phone vào. Xin quý vị gọi vào số tổng đài. Và đặc biệt chương trình ngày hôm nay, nếu quý vị nào không có được cái ngày tháng và cái giờ sinh của mình, quý vị có thể gọi vào và quý vị sẽ được biết, cô cho biết ngày tháng năm sinh, cái câu trả lời của mình về đường tiến thân, quan lộc, cuộc đời và số mệnh của mình như thế nào. 27 tháng 2 1958. Dạ. Dạ rồi, 27 tháng 2 1958. Vào lúc mấy giờ thưa cô? Dạ, vào lúc 4:30 sáng. Dạ rồi, con cảm ơn cô ạ. Người nữ sinh vào ngày 27 tháng 2 năm 1958 và sinh vào lúc 4:30 sáng, tức là giờ Dần. Người nữ này có số mệnh như sau. Thứ nhất, người nữ này có cái mệnh cung là cái tâm mạng của mình. Cái mệnh của mình đó, nó có cái sao tham lam, ngũ hóa lộc, ngũ triệt, ngũ tân môn. Tức là con người của mình, cái sức sống mình nó mạnh liệt lắm. Nó tháo vát, nó chuyên chuyên. Và cái thân của mình nó là cái sao thổ. Thành ra cuộc đời của người này là tiền đầu đời của mình đó, mặc dù là học hành tương đối được thôi, nhưng mà cuộc sống sẽ bị nhiều cái gian truân ngay từ đầu đời của mình rồi nha. Về sau này lấy chồng thì mình là lo cho chồng, nhưng mà chồng là cái người tương đối có tiền có bạc, nhờ được cái cung chồng đó nha, nhờ cung chồng mà tiến lên. Nhưng cuộc đời này sinh ra để mà lo cho con cái, lo cho chồng, nhưng mà cuối cùng nó sẽ gặp nhiều cái đau thương, bởi vì con cái cuối cùng nó sẽ bỏ ra đi hết, hoặc là số mình là cái số này, số rất là khó sinh con, chống vắng con cái và chống vắng đường chồng của mình, bắt đầu từ cái tuổi 53 tuổi trở đi là chống vắng cho đến hết đời của mình. Chúc may mắn. Thưa quý vị, chương trình Tử Vi và Số Mệnh xin được nghỉ giải lao trong giây lát để giới thiệu các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay.